tiếp theo phần hội viên ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và trình bày phần hoa nước miếng của cháu sáu là con của ông chủ ở phố Ga. Sau khi đặt nước miếng xong, mời bà bán cái bàn trà để ngâm chầu uống nước. Nước miếng tiếp theo đang tổ chức đấy. Rồi lại đi. Các con các cháu của gia đình cụ lão ở Hà Nội về trước là đón nhận thanh tang mà tình cảm hòa hợp sống sót tới nhau. Sau khi đặt lối diễn xong, mời gia đình thần tây linh cứu về thăm với cụ lần sau cuối, nắm đặt bàn trà ăn chầu uống nước và cùng chung bao việc tang lấy cho cụ trở về. Thank you.
thành phố Viếng đang tổ chức lễ tang. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời phần hoa lễ viếng của gia đình em quý Sử Hải Hoan Thái. Nhân đầu tiên bác không còn nhớ, cho này ra hoa lễ và thắp hương kính viếng và hoàng bác. Xin trân trọng kính mời gia đình em quý ông Sử và thắp hương kính viếng bác được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.